Chương 178 Cường đoạt dương khí. Âm dương lực ở đây đương nhiên không phải là thiên địa âm dương, mà là làm nữ dương âm. Nói một cách hòa mỹ thì là âm dương lực một cách khó nghe gọi là song tu lực. Mà người dùng lực lượng này tiến hóa bản thân, nói một cách dễ nghe thì là một cái hoan hỷ đại sự, khó nghe một chút là một cái oai môn tà đạo, mà khó nghe hơn nữa thì gọi là dâm tặc. Cho nên khi Lâm Động phát hiện chủ nhân cổ mộ phủ dùng lực lượng này tiến nhập liết bản cảnh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn đưa mắt nhìn về phía Lăng Thanh Trúc đang ngồi xếp bằng trên đóa sen giữa không trung, dựa vào hàng chữ nhỏ, Lâm Động biết đây là do chủ nhân cổ mộ phủ cố ý lưu lại. Bình thường nào gì có ai để ý tới góc khuất này. Ai đó nếu không nắm được ảo diệu bên trong mà tự luyện hóa niết bàn tâm thì kết quả cuối cùng giống như dòng chữ kia, dục hỏa đốt người. Chủ nhân của mộ phủ đã chết rồi mà còn lưu lại chiêu này, đúng là làm cho người khác không biết nói gì. Lâm Động nhìn chăm chú nhưng vẫn không thấy Lăng Thanh Trúc biểu hiện gì, dáng vẻ rất bình tĩnh, chẳng giống như là dục hỏa thiêu đốt chút nào. Điều này làm cho Lâm Động hoài nghi tính chân thực của dòng chữ trên vách. Lẽ nào dòng chữ kia lưu lại có mục đích hại người? Lâm Động có vẻ thất vọng thì thầm một tiếng ầm. Nhưng mà Lâm Động vừa nói xong thì trong phòng vang lên một tiếng nổ thật lớn. Hắn vội vàng ngẩng đầu, thấy trong đóa hoa đóa sen kia một cỗ năng lượng cuồng bạo đang ba động, mà nơi đó phát ra ba động quả nhiên chính là cơ thể Lăng Thanh Trúc. Quả nhiên, thấy cảnh tượng này, trái tim Lâm Động nhất thời đập thình thịch. Trong đóa sen, da thịt Lăng Thanh Trúc trở lên đỏ bừng. Một cỗ năng lượng âm hàn cực kỳ cường đại không ngừng từ trong cơ thể gào thét tuôn ra, khiến cho màn sáng của đá sen không ngừng rung động. Lúc này Lăng Thanh Trúc đã phát hiện có chuyện không ổn, nàng lập tức tăng thêm hàn ý của đóa sen. Chỉ thấy bàn tay mạnh mai kia vung lên, một cỗ nguyên lực rất mạnh từ cơ thể tuôn ra, muốn áp chế cái cỗ năng lượng thuần âm kia xuống. Đóa sen lóe lên một cái, năng lượng thuần âm cuồng bạo đang đối kháng kịch liệt với nguyên lực của Lăng Thanh Trúc. Lâm Động tới Lăng Thanh Trúc có khả năng áp chế cả năng lượng của liết bàn tâm thì không khỏi tặc lưỡi. Thực lực nữ nhân này thật khủng bố. Nhưng mà tuy tình hình hiện giờ đang giằng co, chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, niết bàn tâm dù sao cũng là tinh hoa tu luyện một đời của cường giả niết bàn. Cho dù là Lăng Thanh Trúc kinh diễm tuyệt thế ra sao thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vì vậy khi hai cái luồng năng lượng đối kháng nhau được vài phút, màn sáng của đóa sen lập tức vỡ tan, quanh thân Lăng Thanh Trúc lập tức bị bao phủ bởi màn năng lượng thuần âm. Nếu như ở tình trạng bình thường thì đây chính là một cái năng lượng đại bổ cho Lăng Thanh Trúc, nhưng mà hiện giờ lại là một độc dược tuyệt thế. Nếu như không có cách nào hóa giải loại khí tức thuần âm, một khi nó tích lũy nhiều trong cơ thể thì biến thành ngọn lửa thuần âm, tiêu đốt thân thể cả trong lẫn ngoài. Đồ vô sỉ! Trong đóa sen, Lăng Thanh Trúc đột ngột đứng dậy, nói một câu lạnh lùng, hai tay vung lên, một cỗ nguyên lực rất mạnh tản ra, hóa thành một bàn tay to lớn, hùng hằng vỗ mạnh vào quan tài đá cường giả niết bàn cảnh. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên, bộ hạch cốt quan tài đá bị Lăng Thanh Trúc đánh tan tành. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng của Lâm Động hơi giật giật. Cô gái này quả nhiên không phải người lương thiện gì, vừa lấy được niết bàn tâm của người ta, một khắc sau đã trở mặt đánh cho người ta đến mức xương cốt không còn. Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía sau. Nữ nhân này hiện giờ đang ở trạng thái giận dữ, bây giờ có thể đập chết mình chẳng biết kêu oan với ai. Nhưng mà lúc này hai người đều không phát hiện ra, trong lớp bụi của quan tài có một luồng ánh sáng đỏ hiện ra. Sau khi một chưởng đập vỡ quan tài đá, thân hình Lăng Thanh Trúc trở nên run rẩy. Nàng có thể cảm giác được trong người có một cỗ ngọn lửa hình thành, ngọn lửa không nóng bỏng lại tỏa ra sự âm hàn và băng lạnh vô tận. Nguyên lực hùng hậu trong cơ thể nàng đang dần dần bị đông cứng. Với thực lực hiện giờ của nàng không thể nào chống cự được lực lượng do cường giả niết bàn cảnh lưu lại. Lăng Thanh Trúc cắn răng một cái, đảo mắt nhìn về phía ngồi duy nhất của căn phòng này. Thấy Lăng Thanh Trúc đột ngột nhìn mình, da mặt Lâm Động hơi giật, chậm rãi lùi về phía sau cười khan nói: "Thanh Trúc cô nương, ta thấy nơi này không thích hợp ở lâu, ta đi trước một bước cáo từ." Chưa nói xong hắn đã bỏ chạy về phía cửa phòng. Nhìn thấy Lâm Động chạy trốn, Lăng Thanh Trúc tức giận, lòng thầm gào lên: "Tại sao lúc nãy người không đi?" Lâm Động không chạy được như ý muốn. Khi hắn chạy tới gần cửa phòng thì một cỗ kình phong cực kỳ mạnh mẽ vọt tới, nặng nề đập vào cánh cửa trực tiếp đóng nó lại. Nhìn thấy cảnh cánh cửa đóng chặt, Lâm Động chỉ có thể xoay người nhìn Lăng Thanh Trúc đứng trên đóa hoa sen không xa, nhíu mày nói: "Người muốn thế nào?"
người chúng chiêu không liên quan tới ta. Người biết Niết Bàn Tâm có chuyện. Nghe thấy Lâm Động nói thế, hàn quang trong mắt Lăng Thanh Trúc lóe lên, thanh âm của nàng trở nên lạnh lùng. Bên trong quan tài có viết: chỉ là sau khi ngươi ăn xong Niết Bàn Tâm ta mới phát hiện, chẳng lẽ ngươi không biết? Lâm Động vội vã biện minh: nữ nhân này hiện giờ tâm tình không tốt, nếu như không thích có thể xuất thủ đánh chết mình. Gương mặt Lăng Thanh Trúc biến ảo bất định, hiển nhiên giận dữ. Lúc này nàng không nhìn thấy dòng chữ quan tài, nếu có thì đâu bị khổ sở thế này. Lâm Động công tử. Trong lúc gương mặt Lâm Động biến đổi thì khí thuần âm quanh cơ thể của nàng càng lúc càng trở nên dày đặc. Nàng nhìn chăm chăm Lâm Động, vốn thanh âm của nàng lạnh lùng giờ trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Chuyện gì? Nếu là người bình thường, khi thấy một cô gái xinh đẹp như tiên tử nói vậy, sợ rằng đầu khớp xương đã nhũn ra. Nhưng Lâm Động lại cảm thấy có một cái lưỡi đào đang phóng tới. Thanh Trúc muốn mượn dương khí trong cơ thể công tử dù một chút, sau khi hoàn thành chắc chắn có thủ lao xứng đáng. Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng nói: cái này không tốt lắm đâu. Gia sư đã từng dặn trước khi tu luyện Niết Bàn cảnh không thể phá tấm thân đồng tử. Lâm Động cười khan nói: câu này chỉ là câu nói ngụy biện của Lâm Động. Hắn đâu có lão sư, mà làm gì có nguyên tắc nào nói chuyện trước khi tới Niết Bàn cảnh không được phá thân. Hắn nói câu này có ngụ ý là cự tuyệt. Công tử xin yên tâm, không cần nam tử giao hoàn mới có thể lấy được dương khí, Thanh Trúc tự có biện pháp của mình. Nghe thấy Lâm Động nói vậy, ngọc thủ Lăng Thanh Trúc nắm chặt lại cười khát nói: Lâm Động cẩn thận một chút, lưỡi nhân này muốn dùng lực hút dương khí của ngươi. Nếu như hút cạn căn cơ sẽ bị tổn thương để lại di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Thanh âm của tiểu điêu vang lên trong đầu của Lâm Động. Hắc hắc, nếu như dùng phương pháp hấp thu dương âm dương bình thường thì đôi bên đều có lợi ích không nhỏ. Nhưng mà lữ nhân này hiển nhiên rất cao ngạo, ngay cả đám thiên tài như Lâm Lăng Thiên cũng không để trong mắt. Đương nhiên không thể dùng cách này áp dụng với ngươi. Ngươi đừng có mơ đem thân thể thuần khiết cho mình. Còn mẹ nó, lữ nhân này thật ác. Nghe thấy tiểu điêu nói thế, ra đầu Lâm Động tê dại không chút do dự nói: Thanh Trúc cô lương có lẽ lên tìm người khác, ta thấy mình không thích hợp. Ở ngoài còn có cả đám Lâm Lăng Thiên đấy. Ngươi! Nghe thấy Lâm Động nói thế, ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở lên sắc bén và giận dữ. Câu này của Lâm Động đúng là đã kích quá mức. Lâm Động công tử, Thanh Trúc đã nói, cho dù công tử có bị tổn thất thế nào thì ta cũng sẽ bồi thường gấp mấy lần. Giận thì giận, nhưng công phu hàm dưỡng của Lăng Thanh Trúc rất tốt. Nàng hít một hơi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng, không có hứng thú cáo từ. Lâm Động không muốn nghe nàng nói thêm, hắn ôm quyển tung mình, một cái băng thanh huyền kiếm xuất hiện dưới chân, bàn tay nắm lại, thiên lân cổ kích hiện ra, bình bịch khi Lâm Động về phía sau. Tiểu Viêm cũng đập mạnh cánh cửa, muốn dùng lực lượng mạnh mẽ đẩy cánh cửa ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên lạnh lùng, trạng thái trong cơ thể không cho phép nàng kéo dài, ngọc thủ lập tức vung lên, mấy cái đạo thanh quang từ dưới chân bay ra, lao tới chỗ Lâm Động. Nếu Lâm Động công tử không muốn phối hợp, vậy Thanh Trúc đắc tội rồi. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc xuất thủ, sắc mặt Lâm Động trầm xuống, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn, thiên lân cổ kích tỏa ra một màn sáng đỏ đậm, kích ảnh tung bay điểm mạnh vào mấy đạo thanh quang kia. Leng keng, tia lửa xuất hiện khắp nơi. Mỗi một khi tiếp xúc với thanh quang, Lâm Động cảm nhận được một lực lượng phản chấn cường đại tới. Tuy được thiên lân cổ kích hóa giải không ít, nhưng mà dư lực vẫn là khiến cho Lâm Động bay ngược về phía sau. Trong miệng hắn cảm thấy ngọt ngọt, lực lượng hắn đúng là có sự chênh lệch rất lớn đối với Lăng Thanh Trúc. Vù vù, giữa không trung thanh ảnh bay khắp trời, hóa ra vô số thanh quang vây kín lấy Lâm Động. Phạm vì di chuyển của hắn càng lúc càng nhỏ, suy suy khi phạm vì vi chuyển bị hạn chế, thiên lân cổ kích của Lâm Động không còn cách nào khác phát huy hết tác dụng. Chỉ hơi sơ sẩy là bị thanh quang đánh bay. Sau khi thanh quang vây kín Lâm Động, khắc chế Lâm Động, Lăng Thanh Trúc di chuyển tới gần, từ ánh mắt nàng có thể thấy nàng đã nổi giận. Nàng không nói chuyện mà vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm lên trán Lâm Động một cách khiến cho Lâm Động cảm thấy trong cơ thể hắn có một thứ quan trọng sắp tuôn ra. Tiểu điêu, liên thủ đánh nàng. Ánh mắt Lâm Động trở nên điên cuồng, hắn quát lớn, đồng thời chuẩn bị sử dụng phù khôi trung đẳng. Cho dù mất toàn bộ thuần nguyên đan cũng không thể bị lữ nhân này hút mất dương khí. Chờ một chút. Nhưng mà thấy Lâm Động quát lớn, tiểu điêu lại bị trì hoãn. Chờ cái rắm, đợi lát nữa lão tử bị phế rồi. Nghe thấy tiểu điêu trả lời như vậy, Lâm Động tức muốn ói máu. Ai, ta không muốn nhìn thấy tình cảnh bây giờ. Nhưng mà tiểu điêu còn chưa trả lời thì có một thanh âm khác đột nhiên vang lên trong căn phòng đá. Thanh âm làm cho Lâm Động và Lăng Thanh Trúc giật mình.
vội vã đưa ánh mắt nhìn thấy trên đống vụn của quan tài có một luồng ánh sáng màu đỏ trôi nổi, sau đó biến thành một bóng người cười tủm tỉm nhìn hai người Lâm Động. Chương 179: Chủ nhân mộ phủ. Bóng người chỉ là trạng thái hư huyễn, hiển nhiên không phải thực thể. Người này ước chừng khoảng 30 tuổi, trông có vẻ trẻ trung, khuôn mặt hồng hào, khí chất nhò nhã. Người là ai? Nhìn thấy người này bất chợt hiện lên, Lăng Thanh Trúc mày liễu cau lại, trầm giọng nói: "Ha ha, cô gái này đúng là hung hãn, đánh tan hài cốt và quan tài của ta thành mảnh nhỏ, còn hỏi ta là ai?" Nghe thấy nam tử nhỏ nhã kia không khỏi mỉm cười nói. Thấy lời này, sắc mặt Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đều biến đổi. "Người là chủ nhân mộ phủ? Ha ha, không cần khẩn trương, ta đã chết rồi, đây chỉ là một đạo nguyên linh của ta mà thôi. Hơn nữa, nó còn bị quan tài phong ấn, nếu như ngươi không phá quan tài thì ta không thể nào hiện thân được." Nam tử nho nhã cười nói: "Đồ vô sỉ, người dù sao cũng là tiền bối mà sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy." Lăng Thanh Trúc cắn răng ngọc nói, trong thanh âm nàng có chịu sự tức giận. Chuyện nam nữ vốn phù hợp thuyết thiên địa âm dương, sao có thể nói là chuyện vô sỉ? Chỉ cần hai bên đồng ý sẽ có tác dụng hỗ trợ tu luyện, chẳng phải rất tốt hay sao? Nam tử nho nhã nói: "Nói vậy, chuyện này ta sẽ tự dùng thủ đoạn của mình để giải quyết." Lăng Thanh Trúc nói: "Biện pháp của người không mang lại lợi ích cho thiếu niên này." Nam tử nho nhã thản nhiên nói: "Ta sẽ bồi thường cho hắn, không cần ngươi nhiều chuyện." "Khó lắm, cửa ải này ta bố trí không phải là để hại người, mà là giúp người hoàn thành ước nguyện." Trên khuôn mặt của nam tử nho nhã hiện lên vẻ kỳ quái, ánh mắt của hắn đảo qua người của Lâm Động và Lăng Thanh Trúc, chợt mỉm cười nói: "Tiểu tử kia, lần này đúng là tiện nghi cho ngươi, mỹ nhân tuyệt sắc thế này cho dù là ta cũng chưa từng nhìn thấy, sau này cần phải đối tốt với nàng biết chưa?" Lâm Động cảm thấy kỳ quái, đầu óc người này chẳng lẽ có bệnh? "Người muốn làm gì?" Nghe thấy hắn nói vậy, ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên lạnh lùng, âm thanh của nàng có sự đề phòng: "Giúp người hoàn thành ước nguyện." Lam tử nho nhã mỉm cười, ngón tay điểm lên một cái không trung, niết bàn tâm vốn được Lăng Thanh Trúc hút vào cơ thể lúc này toàn bộ bạo phát, âm tính tinh thuần băng lãnh giống như là thủy triều tuôn ra, đông cứng nguyên lực trong cơ thể Lăng Thanh Trúc lại. Khi nguyên lực trong cơ thể Lăng Thanh Trúc bị đông lại, một cảm giác suy yếu bắt đầu hiện lên. Đóa sen dưới chân lúc này bộc phát quang mang óng ánh, muốn hóa giải lực thuần âm trong cơ thể nàng. Nhận thấy biến hóa trong cơ thể, Lăng Thanh Trúc bắt đầu sợ hãi. "À, có bảo bối bực này chắc chắn là bối cảnh sau lưng ngươi không nhỏ, nhưng mà đối với một người đã chết như ta mà nói, nó không có một chút tác dụng nào." Nhìn thấy đóa sen cố gắng kháng cự lại sự khuếch tán của âm khí, nam tử nho nhã vô cùng kinh ngạc, chợt cười cười, ngón tay lại điểm một cái, một cái chùm tia sáng bắn ra trực tiếp bọc lấy đóa sen, cắt đứt liên hệ giữa nó và Lăng Thanh Trúc. Ong ong, thanh niên điên cuồng giằng co, bắn ra vô số thanh quang, nhưng vẫn bị nam tử nho nhã kia phong bế. Khi đóa sen bị phong bế, ánh mắt xanh trên cơ thể Lâm Động biến mất, nó thoát khỏi ràng buộc. Lâm Động lập tức bỏ chạy, hắn không ngờ ngay cả cường giả niết bàn đã chết hiện thân, địa phương quái quỷ này không nên lưu lại thì tốt hơn. "Ha ha, cái tên gia hỏa này, ta muốn cho người một cái vận may, ngươi chạy làm gì?" Nhìn Lâm Động bỏ chạy, nam tử nho nhã cười cười, "Hắc hắc, ý tốt tiền bối, tiểu tử tâm lĩnh, nhưng mà vận may này ta không muốn nhận." Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn nhận thấy Lăng Thanh Trúc không hề động đậy, đương nhiên là biết nam tử nho nhã này muốn làm gì. Có được mỹ nhân như nàng đúng là giấc mộng khó cầu của nam nhân, nhưng mà nó cũng mang tới phiền phức không nhỏ. "Vận may ta muốn tặng cho ngươi, ngươi không thể từ chối." Nam tử nho nhã cười lắc đầu, ngón tay điểm một cái, thân hình Lâm Động cứng ngắc, sau đó từ từ bay về phía Lăng Thanh Trúc. "À, còn thiếu một cái chút thuốc dẫn." Thấy Lâm Động và Lăng Thanh Trúc mặt đối mặt vẫn trợn mắt nhìn nhau, nam tử nho nhã kia sờ sờ cằm, sau đó bắn tay ra, hai luồng ánh sáng màu đỏ nhạt chui vào cơ thể hai người. Luồng ánh sáng màu đỏ nhạt vừa chui vào cơ thể, Lâm Động cảm nhận được thân thể mình nóng lên, một cái cỗ tà hỏa từ dưới bụng bốc lên, chỉ một lát khuếch tán khắp cơ thể. Khi thân hình của Lâm Động nóng bừng, thì da thịt của Lăng Thanh Trúc cũng đỏ bừng, đôi mắt trong suốt của làng bây giờ đã bị một loại khí chất mờ mịt bao phủ, trong cơ thể làng đã tràn ngập khí thuần âm. Trong khi đó, Lâm Động đứng trước mặt nàng lại tỏa ra khí thuần dương, các loại cảm giác giống như là một người đang chịu cảm giác cực lạnh, nhìn thấy một lò sưởi ấm áp, nhịn không được phải bổ nhào vào sưởi. "Đồ vô sỉ!" Lý trí từ từ biến mất, thân thể mềm mại Lăng Thanh Trúc không ngừng run rẩy, nhưng nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi quát mắng: "Chuyện gì cũng có nhân quả, nếu như ngươi không hủy quan tài của ta không xuất hiện,
Nếu như muốn ta hiện thân thì ta sẽ hiện thân. Nam tử nhỏ nhã cười nói. Tiền bối, trò đùa này không hay đâu. Người thả ta ra đi. Lâm Động cũng đau khổ kháng cự. Nam tử nhỏ nhã là hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhưng không nói một câu. Con mẹ nó, đồ hãm hại người, tiểu điêu, tiểu điêu. Thấy thế Lâm Động bất đắc dĩ trong lòng ầm ĩ la hét, muốn tiểu điêu lộ diện. Nhưng mà tiểu điêu lúc này đã biến mất một cách vô hình, mặc cho Lâm Động gọi thế nào cũng không trả lời lừa câu. Cho tới khi Lâm Động tức giận thì hai mắt trợn ngược, bụng chửi thầm, đồ không đáng tin nó vẫn không xuất hiện. Nhưng mà trong lúc Lâm Động cố gắng hết sức kháng cự cỗ tà họa trong người thì một bàn tay như ngọc đột nhiên kéo cổ hắn xuống. Một thân thể mềm mại không xương chui vào lòng Lâm Động. Một cái mùi hương thơm tự nhiên cũng bay vào mũi hắn. Mùi hương thơm này, thân thể mềm mại giống như là một khối bộc phá, làm cho hai mắt Lâm Động đỏ bừng. Lý trí đang cực khổ chống cự này trở nên mềm yếu. Lâm Động, ngươi dám động vào ta, khi ta tỉnh lại nhất định lấy mạng ngươi. Mỹ nhân vô lực nằm trong lòng Lâm Động, trông giống như là một tiên tử không nhiễm bụi trần. Lúc này ánh mắt của nàng như tơ, trông như là ma nữ câu hồn đoạt phách. Nàng thở gấp gáp, sụi lờ làm xuống lòng Lâm Động, nhưng thanh âm vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn. Nhìn thấy tới lúc này rồi mà cô gái vẫn nói lời lộc ác, Lâm Động đầu tiên ngẩn ra, sau đó thì tức giận. Nghĩ tới việc nàng không để ý đến sự sống chết của hắn, muốn cưỡng đoạt xương khí, hắn lại càng tức giận không thôi. Vậy thì ta sẽ đụng cho ngươi xem. Lửa giận bùng cháy, hai mắt Lâm Động đỏ bừng, lý trí bị câu nói kia của Lăng Thanh Trúc phá hủy hoàn toàn. Hắn tức giận quát lên một tiếng, trực tiếp vứt các bộ loại kiêng kỵ trong lòng, đưa tay tháo bỏ sa mỏng trên mặt Lăng Thanh Trúc xuống. Ực, sa mỏng chậm rãi rơi xuống để lộ một dung nhan kinh thế. Mặc dù sớm biết sau cái sa mỏng này là một dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng giờ phút này Lâm Động hít thở không thông, thậm chí lý trí đã bị dục vọng bao phủ trở nên tỉnh táo lại. Một cái nhìn nghiêng thành một cái nhìn nghiêng nước mỹ nhân tuyệt thế. Thậm chí ngay cả nam tử nhỏ nhã cũng phải bật khen một tiếng. Hắn chợt mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng, từng tia sáng bắn vào hóa thành một chùm, trực tiếp chui vào người Lâm Động và Lăng Thanh Trúc. Tiểu tử kia, ngươi có thể đạt được thiên lân cổ kích coi như là duyên phận của ta và ngươi. Còn đây là lễ vật khi ngươi cúi đầu hành lễ với ta. Chùm sáng ngưng tụ, nam tử nhõng nhã cười bắn ngón tay, một cái tia sáng chui vào đầu Lâm Động. Hả, sau khi chết mà có thể giúp người hoàn thành ước nguyện, quả nhiên là vui vẻ sảng khoái. Làm xong điều này, nam tử nhỏ nhã kia thỏa mãn gật đầu, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Thân hình hắn lúc này biến hóa thành vô số điểm sáng rồi biến mất. Khi nam tử nhỏ nhã lại biến mất, trong phòng đá trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ có một cái chùm ánh sáng cực lớn lơ lửng giữa không trung, trong đó có xuân ý đang ngập tràn. Hai bóng hình mờ mờ lúc lại đang quấn lấy nhau, âm dương giao hòa. Phòng đá vắng vẻ một khoảng thời gian rất lâu, sau đó vang lên tiếng răng rắc. Chỉ thấy chùm tia sáng kia lứt thành một cái khe rồi nhanh chóng lan ra. Những cái khe lứt lan tràn cực nhanh, trong vòng thời gian ngắn ngủi sau đó ầm ầm lộ tung. Nhưng mà khi chùm sáng kia lộ tung thành những tia sáng, hai bóng người nhanh chóng bay ra. Khi thiếu liên kia rơi xuống đất đã mặc quần áo chỉnh tề, hai chân nhanh như chớp đạp một cái xuống sàn, sau đó hóa thành một bóng mờ lao ra cửa. Tiểu Viêm đi mau, Lâm Động quát một tiếng, gọi Tiểu Viêm đang nằm dài một bên. Nghe thấy Lâm Động quát, Tiểu Viêm cũng nhanh chóng lao ra ngoài. Khoảng cách 10 trượng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng mà Lâm Động gần tới cửa thì một cái bóng hình xinh đẹp mang theo sát khí giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt. Bốp. Thằng này nó định quất ngựa chi phong. Mà độc giả cộng dịch giả và cộng giọng đọc cũng là thích. Chương 180 phiền phức. Ánh sáng màu xanh ẩn chứa sát khí ầm ầm lao tới. Trong lòng Lâm Động kinh hãi, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, thân hình chợt lùi lại, tinh thần khẽ biến, tinh thần lực ngưng tụ thành một bức tường phòng ngự trước mặt. Suy, phòng ngự tinh thần không mang lại mấy tác dụng, ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đã xé rách nó, tốc độ vẫn không giảm, lao thẳng tới yết hầu Lâm Động. Tuy không mang lại hiệu quả lớn, nhưng cũng đã hoãn lại được một chút thời gian. Trong tay Lâm Động lúc này đã có thiên lần cổ kích, nguyên lực ầm ầm lao ra, tiếng gạo rú sắc bén đập thẳng vào luồng ánh sáng xanh kia. Kình phong năng lượng tuôn ra dữ dội, mạnh mẽ đẩy bay tất cả, thân hình Lâm Động bị chấn lùi 10 bước, phải chống cổ kích xuống đất mới dừng lại được. Nguyên đan cảnh đại viên mãn, thân hình vừa ổn,
Trong mắt Lâm Động đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi hắn phát hiện thực lực của hắn bây giờ đã tăng vọt tới một cấp. Dựa theo hắn suy đoán, cảnh giới hắn đã đột phá nguyên đan cảnh đại viên mãn. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm giác được thân thể hắn được cường hóa hơn trước rất nhiều. Nếu không phải thực lực của mình tăng lên, thì một kích vừa rồi của Lăng Thanh Trúc đã làm hắn ói máu. Đương nhiên Lâm Động cũng hiểu, cho dù bây giờ hắn chẳng có vốn chống lại Lăng Thanh Trúc, thực lực của cô gái này quá mức khủng bố, cho dù liều mạng của hắn cũng không phải đối thủ. Dù sao chênh lệch giữa nguyên đan cảnh và tạo hóa tam cảnh cũng không phải chuyện nhỏ. Sau khi ổn định thân hình, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía cánh cửa bằng đồng xanh, nơi đó có một cái đóa sen đang xoay tròn. Trên đóa sen, thân hình Lăng Thanh Trúc được bao trùm bởi sát khí băng lãnh, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự giận dữ tột cùng. Đồ xấu xa, hôm nay ta phải lấy tính mạng ngươi. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động, tiếng nói bằng lãnh thấu xương. Việc này không trách ta được, là do tên quỷ cái kia. Nhìn thấy đôi mắt của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động dựng tóc gáy. Hắn đảo mắt nhìn Thạch Điện, nhưng không nhìn thấy nam tử nho nhã kia, lập tức mắng ầm lên: ngươi làm nhục sự trong sạch của ta, đương nhiên phải trả một cái giá rất cao. Lăng Thanh Trúc ánh mắt băng lãnh, nàng đương nhiên biết tên đầu sò của chuyện này, nhưng mà chẳng có lý do gì để buông tha cho Lâm Động cả. Nàng là người thanh ngạo, mấy năm gần đây không biết bao nhiêu tuấn kiệt, có thiên tài yêu nghiệt gì nàng chưa từng thấy. Nhưng mà có như vậy nàng cũng chưa bao giờ động tâm. Vậy mà hôm nay ở một cái nơi nho nhỏ này, tấm thân thuần khiết của nàng đã mất. Hơn nữa người cưỡng đoạt nó chỉ là một cái tên xa lạ. Cái loại nhân vật này có ở trước mặt nàng cũng chẳng thèm nhìn. Vậy mà bây giờ hắn dám đoạt thân thể thuần khiết của nàng. Nghĩ tới chuyện này xong, tâm cảnh của Lăng Thanh Trúc có cao cũng chẳng ẩn giấu được sự nhục nhã và sát ý. Giết ngươi xong ta sẽ lập mộ cho ngươi. Đóa sen dưới chân Lăng Thanh Trúc quang mang lở rộ, ánh sáng lóe lên, thân hình nàng biến mất một cái quỷ dị. Suy nhìn thấy Lăng Thanh Trúc biến mất một cách quỷ dị, hai mắt Lâm Động co rụt lại, tinh thần lực mạnh mẽ quét ngang. Tiếp theo đó, thiên lân cổ kích trong tay lóe lên một đạo quang mang màu đỏ, xé rách không khí trước mặt. Cổ kích xẹt qua nhưng lại chỉ là đâm trúng một cái tàn ảnh. Thấy thực lực Lăng Thanh Trúc khủng bố, sắc mặt Lâm Động kịch biến, hai tay nắm chặt chuôi kích, thân hình xoay tròn, một cơn lốc mang theo kình phong sắc bén bao phủ nơi này. Ồ ồ, cái cảnh chớp động, kình phong sắc bén lưu lại trên mặt đất những cái vết tích sâu đinh, kích ảnh bay múa khắp trời. Đột nhiên có một bàn tay như ngọc xuất hiện bên trong cơn lốc, ngọc thủ nắm chặt, kích ảnh lập tức biến mất. Thân của thiên lân cổ kích bị Lăng Thanh Trúc nắm chặt, cho dù Lâm Động dùng sức thế nào cũng không làm nó nhúc nhích được. Ngọc thủ chế trụ thiên lân cổ kích, bóng hình xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc chớp động, thân hình ưu nhã tiến về trước mặt Lâm Động, đồng thời một bàn tay nhẹ nhàng thò vào ngực Lâm Động. Trên tay có thành quang ẩn chứa sát khí sắc bén. Cảm nhận thanh quang cường hãn trên tay Lăng Thanh Trúc, Lâm Động kinh hãi. Trong lúc hắn định buông kích bỏ chạy thì cánh cửa bằng đồng xanh đột nhiên mở vỡ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tạo thành những cái hố sâu trên mặt đất. Khi cánh cửa vỡ tan, mấy đạo thân ảnh nhanh như chớp lao vào, sau đó liếc mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Sau Lâm Động xoay lưng về phía sau cánh cửa, mà Lăng Thanh Trúc lại giống như là đang chăm chú dựa sát vào ngực hắn. Cảnh tượng khiến cho mấy thân ảnh này trợn mắt há mồm. Khi cánh cửa vỡ nát, Lăng Thanh Trúc đương nhiên nhận ra thanh quang trên ngọc thủ yếu đi rất nhiều, sau đó rơi vào lồng ngực của Lâm Động. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại ập tới, thân hình Lâm Động lập tức bị chấn bay ra sau. Nhưng mà do thực lực của hắn hôm nay tiến bộ mạnh mẽ, cho nên thân hình lộn vài vòng trên không trung, rơi mạnh xuống đất lùi lại mấy bước, nắm chặt thiên lân cổ kích trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc cô lương, đây là... Nhìn cảnh tượng này, ba người vào cửa lập tức ngơ ngác. Sau đó một người mỉm cười nói: không có gì, ta đang giao thủ với vị công tử này mà thôi. Lúc này sát ý băng lãnh trong mắt Lăng Thanh Trúc biến mất một cách vô hình, sau đó khôi phục lại sự ôn nhu như trước, giọng nói mang theo kiểu coi thường thiên hạ. Ba người vào cửa đương nhiên là ba người bị nhốt trong đại trận, Lâm Lang Thiên, Vương Viêm cùng với Tần Thế. Khi bọn họ nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy thì đồng loạt nhìn Lâm Động, sau đó lông mày hơi nhíu lại. Bọn họ đương nhiên nhận ra Lâm Động chẳng qua tu vị chỉ là nguyên đan cảnh đại viêm mãn, kén xa vạn dặm so với Lăng Thanh Trúc, có gì khiến cho làng phải hạ thủ. Ánh mắt ba người mang theo sự thẩm vấn nhìn Lâm Động, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Người này cho dù thực lực hay là ngoại hình chẳng mang lại cho bọn họ sự uy hiếp nào cả. Thanh Trúc cô lương, nhìn cảnh tượng nơi này thì hình như Niết Bàn Tâm đã có chủ. Lâm Lang Thiên thoáng nhìn Thạch Điện chợt nho nhã cười: ba vị tới chậm một bước rồi.
Lăng Thanh Trúc hai mắt đảo qua nhẹ giọng nói, xui xẻo, toàn là do cái trận chết tiệt hại mình. Nghe vậy Vương Viêm bất đắc dĩ nhưng sau đó cười to nói, nhưng mà Thanh Trúc cô lường có nó, dựa vào bản lãnh có được sẽ tăng thêm tỷ lệ tiến vào niết bàn cảnh. Ba người chúng ta không để ý mấy, dù sao không có nó, việc tiến vào niết bàn cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy thì đa tạ Vương Viêm công tử. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, tuy có sa mỏng che mặt nhưng vẫn diễm lệ kinh người, ngọn lửa trong mắt Vương Viêm cháy bừng bừng. Khụ, nếu niết bàn tâm đã có chủ nhân, ta đây xin cáo từ trước. Thấy Lăng Thanh Trúc và đám trẻ tuổi lội xanh Vương Triều Đại Viêm trò chuyện, chẳng biết tại sao lòng Lâm Động có chút khó chịu. Đối với hắn, ba người Lâm Lăng Thiên, Vương Viêm không thèm để ý, chỉ là một tên nguyên đan cảnh đại viêm mãn còn chưa đủ tư cách khiến họ coi trọng. Đứng lại, bọn họ không để ý nhưng Lăng Thanh Trúc lại cắn răng quát lớn. À, thấy Lăng Thanh Trúc thất thố, ba người Lâm Lăng Thiên sửng sốt, hai hàng lông mày nhăn nhít, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động. Bọn họ không phải kẻ ngốc, phản ứng Lăng Thanh Trúc đương nhiên có chút khác với tâm tình của làng. Thanh Trúc cô lương, không biết còn chỉ giáo gì. Nhìn thấy cô gái này vẫn chưa chịu buông tay, Lâm Động chỉ còn cách dừng chân có chút bất đắc dĩ nói. Ngay vậy Lăng Thanh Trúc cũng do dự, lúc này chẳng nhẽ làng lại bộc phát. Nhưng mà làng là người thông tuệ, chỉ hơi do dự một chút thản nhiên nói, công tử võ học tinh diệu, lúc trước chưa văng thắng bại, Thanh Trúc quyết định đi theo người tìm một lời luận bàn, công tử thấy sao? Lâm Lăng Thiên công tử, Thanh Trúc ở đây nói lời chia tay đối với ba vị, nếu sau này có dịp sẽ tới cửa bái phỏng. Nói xong Lăng Thanh Trúc quay người nhìn về ba người Lâm Lăng Thiên thì lễ một cái, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ chậm rãi đi về phía Lâm Động. Nhìn bóng hình thiết tha xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc, ba người Lâm Lăng Thiên nhíu mày hơn. Lúc này cho dù kẻ ngốc cũng biết Lâm Động và cô gái này phải có chuyện. Cái gì mà võ học tinh diệu, chỉ là một tên tiểu tử nguyên an cảnh có thể tinh diệu tới mức nào? Chẳng lẽ có thể so sánh với ba người đứng đầu trong đám trẻ tuổi Vương Triều Đại Viêm như bọn họ sao? Trong ba người, Vương Viêm có tính tình cao ngạo nhất, hắn không nhịn được hai mắt híp lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Động, tay áo khẽ đưa, ta chịu thua. Thấy Lăng Thanh Trúc uyển chuyển đi tới, Lâm Động vội vàng nói, nhưng mà Lăng Thanh Trúc vẫn chẳng thèm để ý, đi tới bên cạnh Lâm Động thản nhiên nói, đi. Lâm Động cười khổ, ánh mắt lóe lên, nhưng trong lòng thì đang nghĩ kế thoát thân. Trong lúc Lâm Động chớp mắt, ở ngoài cửa đột nhiên một nhóm người tràn vào, người đi đầu chính là Vương Bàn cùng đám Lâm Khả. Đám người Vương Bàn vừa tiến đến đã thấy Lâm Động, hắn nở nụ cười nhạt giống như là ong vỡ tổ chạy tới chỗ Vương Viêm thấp giọng nói chuyện gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lâm Động trầm xuống, hắn biết đám người này nói chuyện tất có quan hệ tới hắn. Đi. Trong lúc Lâm Động âm trần, Lâm Thanh Trúc lại một lần nữa thúc giục, chờ một chút. Nhưng mà khi Lâm Động định rời khỏi nơi này, một thanh âm đột nhiên vang lên, người nói chính là Vương Viêm. Tới rồi. Nghe thấy giọng nói này, Lâm Động thở ra một hơi, tóm lại vẫn là không trốn thoát khỏi phiền phức này.